Thưa quý vị, đã từng là những người làm chủ cơ sở, lao động chính trong gia đình, thế nhưng chỉ sau một vài lần dùng thử ma túy, họ đã vướng vào nghiện ngập. Đáng nói trở thành người mua bán trái phép chất ma túy và tất nhiên dẫn đến con đường tù tội. Và để làm lại cuộc đời với những trường hợp này là một quá trình gian nan bởi cần có nghị lực bản thân và sự đồng cảm của gia đình. Sau đây là câu chuyện của những người lầm lỡ khi dính vào ma túy đang bị tạm giữ tại Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Nguyễn Cát Tuân, 31 tuổi, ở xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, từng làm chủ một cơ sở cơ khí, chỉ sau một lần dùng thử ma túy đã trở thành con nghiện. Đáng nói không chỉ sử dụng, Tuân còn bán ma túy cho các con nghiện khác và đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ bắt quả tang về hành vi trái pháp luật này. Cơ khí thì mình mới mở ra, thì cũng không có việc mấy, thì cũng sợ đó thì bán. Người bạn giới thiệu người bán lại ma túy. Tệ nạn ma túy luôn được xem là cái chết trắng đối với không ít người. Nó có thể hủy hoại một đời người và để lại những hậu quả khôn lường. Tâm nguyện của em thì cũng muốn sớm cải tạo về đời, sớm để lo cho các con thay đổi, và mình bản thân mình cũng cai ma túy đi để trở thành một người có tốt cho xã hội. Cai dạ được, cố gắng nhất định. Tôi là nghề tài xế dạy lái xe, thì những lúc mà mệt mỏi thì tôi có dùng cái ma túy này để tỉnh thần chạy xe, nhưng mà khi mà hết ma túy rồi thì người uể oải dễ gây nguy hiểm cho mình và cho người đi đường. Tôi khuyên những người mà tài xế mà chạy xe như tôi thì mình nên giữ gìn sức khỏe, đừng sử dụng và lậm vô cái ma túy này quá, nó không tốt, không hay về sau và hiện tại. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Cẩm Mỹ đã phát hiện 34 vụ với 56 đối tượng mua bán, tàng trữ, chứa chấp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 20 vụ với 52 bị can. Trong 23 thì có chiều hướng là diễn biến là phức tạp. Các đối tượng là hoạt động ngày càng tinh vi với các hành vi mua bán, chứa chấp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thì bên cạnh đó thì trong những tháng cuối năm thì đơn vị đã tổ chức xây dựng các kế hoạch tham mưu cho Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an huyện, xây dựng nhiều kế hoạch nhằm là đấu tranh phòng chống với lại cái nhóm tội phạm về ma túy, nhằm kéo giảm tình hình. Có thể nói, để những người nghiện làm lại cuộc đời là rất khó khăn, do đó rất cần sự quản lý chặt chẽ của các cấp chính quyền, đoàn thể và gia đình, người thân. Đặc biệt, bản thân của mỗi người nghiện nói không với ma túy, có như thế mới mong từ bỏ cái chết trắng để toàn tâm toàn ý làm lại cuộc đời.